máy thái thuốc nam thành những nát mỏng tất cả các loại cây đường kính dưới 6 cm, máy đều có thể băm. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Hướng sẽ test máy thái cây thuốc nam thương hiệu Takeo cho cả nhà cùng xem. Máy thái thuốc nam Takeo sử dụng động cơ 2,2 kW, dây đồng, bảo hành 12 tháng. Máy sử dụng rất đơn giản, các bạn chỉ việc cắm điện vào và cho nguyên liệu vào. Máy thái thuốc nam thành những nát mỏng tất cả các loại cây đường kính dưới 6 cm, máy đều có thể băm được hết. Phía đối diện của máy băm nát mỏng là máy băm cành nhỏ với khúc khoảng 2-4 cm. Và đây là thành quả thực tế của máy. Máy thắt nát rất đều, mỏng và ngọt. Năng suất là 200-300 kg trên giờ. Máy sử dụng điện gia đình 220V, rất phù hợp với lại vùng nông thôn. Nếu như bà con có nhu cầu quan tâm đến máy, liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline bên dưới video. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.